Chào bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái đề kế tiếp ha. Chúng ta đã giải quyết xong cái đề 1 rồi. Đề 1 có những chỗ như thế này nữa bạn. Những chỗ như thế này nè. Mình để canh giữa nó hơi mệt nữa, ha. Mình canh trái cho nó đẹp. Bạn thấy canh VND nè khá là đẹp. Này mình để canh trái cho đẹp. Thôi mình qua cái đề kế tiếp nha, đề số 3 nè. Mình không thấy đề số 2, mình thấy đề số 3. Sắp xếp đề nó cũng không theo thứ tự nào thôi kệ ha. Ta làm theo từ từ thôi. Nó lại cho một cái bảng theo dõi bánh trung thu ngày 28 tháng 9 2010 2010. Rồi ok, mấy này là date. Các bạn thấy nhìn tôi chọn xong tôi nhìn lên như này, tôi coi kiểu dữ liệu của nó là kiểu gì. Kiểu date. Số 2, mô tả hai ký tự đầu và hai ký tự thứ năm, thứ sáu của mã số là mã hàng. Ôi chơi gì mà khó khăn vậy bạn. Hai ký tự đầu và hai ký tự thứ năm, thứ sáu là mã hàng. Cái này mình tách ra cũng không có khó đâu bạn. Hai tự 34 của mã số là số trứng, ví dụ 01 là một trứng, 02 là hai trứng ha, bán bánh trung thu hai trứng, một trứng là một trứng, hai trứng nè, vân vân. Hai tự cuối của mã số, thời gian sử dụng đơn vị là ngày, ngày sản xuất là đây thì thời gian sử dụng là 30 ngày, 50 ngày, 45 ngày vân vân. Ngày theo dõi là ngày 18 tháng 9 2010 các bạn, ngày 18 tháng 9 2010. Ở đây thì cái ngày ở trong Excel chắc ai cũng biết rồi đúng không? Ngày trong Excel chắc ai cũng biết, đó chính là tháng trước ngày sau. Bạn thấy ngày 9 tháng 1, ngày 9 tháng 1 nè. Ngày 8 lộn, ngày 1 tháng 9 với ngày 30 tháng 8. Rồi. Nhập và trình bày bảng tính như trên thì cái này là nó nhập sẵn rồi, thôi chúng ta không nhập nữa nha. Ta không nhập nữa. Sơn lên để cho ông ta biết ông ta đã làm rồi. Tên bánh dựa vào mã hàng tra trong bảng đơn giá các bạn. Tên bánh nè, dựa vào mã hàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái mã hàng. Rồi ok. Bằng. Cái này thì không có khó gì hết. Đầu tiên chúng ta lấy hai cái tự đầu. Bằng. Đầu tiên chúng ta sẽ VL, VL chúng ta tám cái VLOOKUP nguyên cái bảng này. Rồi. F4 cố định đó. Phải một cái. Rồi. Ở lòng lòng. Cái này là table array rồi, xin lỗi các bạn. Chúng ta phải cái để chúng ta nhập cái giá trị lookup value nha. Rồi. Ta tách ra cho bạn dễ nhìn. Đầu tiên là cái lookup value của tôi. Rồi, lookup value của tôi là tôi sẽ lấy hai ký tự đầu. Tôi lấy left LE tab một cái, left của thằng này. Left của thằng này nha. Left của thằng này tôi phải hai ký tự đầu. Tôi đóng ngoặc lại. Tôi lấy hai ký tự đầu của nó rồi nha. Và tôi end trong Excel để kết hợp hai cái test lại với nhau thì ta sử dụng cái phím and, and là shift 7 đó các bạn. Shift 7 and. Chúng ta sẽ lấy hai ký tự 5 và 6 của nó để chúng ta suy ra cái mã hàng. Hai tự 5 6. Chúng ta sẽ lấy mid ha, chúng ta mid MI tab một cái, lấy mid là middle của này. Middle của này, ta phải một cái star number là ký tự 5 và 5 6 đúng không? 6 là lấy từ ký tự 5, lấy hai ký tự đóng ngoặc lại. Đúng không? Star number và number character, star number là từ cái vị trí thứ năm và lấy hai ký tự đóng ngoặc lại là tôi đã có cái mã số và tôi sẽ lookup trong cái bảng này. Rồi column index number tôi sẽ trả về column số số 2 và tôi sẽ font ha, mặc định là mình font luôn, mình đóng ngoặc lại, mình enter. Gà quay vi cá nữa bạn. Đầu tiên là gà quay vi cá nè. Tôi kéo xuống đây hết luôn ha. Này thì chắc chắn là nó tôi nghĩ là nó không có sai đâu, nó không có sai tại vì tất cả đều ra gì, ra tên giống trong này hết rồi. Thì mình làm đúng thôi. Rồi tiếp tục xong cái câu số 2 này. Ôi mấy này chắc tôi phóng to lên chút xíu cho bạn dễ nhìn quá ha. Rồi số 3, đơn giá dựa vào mã hàng tra trong bảng đơn giá kết hợp với số chứng để lấy đơn giá thích hợp. Rồi đây, nó không chơi số lượng mà chơi đơn giá luôn hả, yêu cầu mình tính cái đơn giá. Vậy là xin lỗi các bạn rồi. Chắc tôi tại vì cái số lượng, tại vì cái bảng này là mặc định có dữ liệu sẵn các bạn ơi. Đây cái dữ liệu sẵn tôi đã xóa hết để tôi làm lại. Delete nó để tôi làm lại mà. Rồi ok. Cái cột số lượng này nó có sẵn các bạn. Cột số lượng có sẵn. Rồi tôi làm lại ha. Tôi bằng VLOOKUP thằng này.
À, tôi kéo xuống như này rồi thôi được rồi, tiếp tục nha. Mấy này tôi phải làm lại, xin lỗi các bạn, tại vì tôi xóa mà tôi không biết cái dữ liệu có sẵn của nó là dữ liệu nào. Rồi, đơn giá dựa vào mã hàng trong bảng đơn giá kết hợp với số chứng để lấy đơn giá thích hợp. Rồi, gói dễ, đơn giá thì nó bằng đơn giá, ví dụ như gà quay mấy trứng nè ha. Rồi, bằng đầu tiên là tôi sẽ vẫn sẽ tìm trong này đúng không, tôi sẽ vẫn tìm trong này. Rồi, ok, được rồi. Bằng đầu tiên là tôi VL, tôi V lookup. Lookup cái gì? Lookup cái gà quay vi cá. Lookup gà quay vi cá ở đâu? Ở trong cái bảng này, trong cái bảng này đúng không, và tôi cố định nó đúng không, đúng không bạn? Rồi quay vi cá trong bảng đó, cố định nó. Rồi column index number, bây giờ á, nếu mà thằng này một trứng thì tôi trả về số 2, nếu hai trứng thì tôi sẽ trả về cột số 3. Rồi tôi sẽ if 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 cái gì, if mà tao lấy ký tự số 3 với số 4 của này là số trứng đúng không, ký tự 3 4 là số trứng. Rồi if if value, tôi sẽ lấy giá trị của cái thằng này ha, đóng ngoặc lại đi. Ok, cái value tôi lấy cái giá trị của cái thằng mid. Tại sao tôi phải value nó, tôi phải bỏ nó trong cái khu value. Tại sao tôi phải bỏ nó trong khu value các bạn? Nếu nè, tôi lấy mid của cái thằng này, mid của thằng này, và tôi lấy từ ký tự 3 và tôi lấy hai ký tự là tôi xong cái hàm mid. Và tại sao tôi lấy value? Value để tôi convert cái số 2 này thành, convert cái 02, convert cái 02 thành gì các bạn? Thành cái số value, là chuyển text thành số, đóng ngoặc lại, đóng cái value lại, đóng cái value lại. Và nếu mà nó bằng một, nếu mà nó bằng một, nếu mà nó bằng một tức là nó một trứng, thì nếu nó bằng thiệt á thì tôi sẽ trả về cái cột là cột số 2, còn không tôi sẽ trả về cột số hai trứng, hai trứng là cột số 3. Tôi đóng cái hàm if lại, các bạn hình dung được không, bạn hình dung được cái hàm if của tôi không? Hàm if của tôi là tôi lấy cái convert, chuyển đổi cái mid của thằng này từ dạng text thành dạng số value, dạng số. Nếu mà nó bằng một thì tôi sẽ trả về cái cột đơn giá này là cái cột số 2. Tôi đang làm column index number mà, tôi trả về số 2 là tôi trả về cái cột số 2, số 3 là trả về cột số 3 là hai trứng. Tôi phẩy một cái và tôi false, tab một cái, đóng ngoặc lại, enter. Thì đơn giá của gà quay hai trứng, gà quay vi cá hai trứng 75.000, tôi kéo xuống hết luôn ha, kéo xuống hết luôn khỏi đề control này, 50.000 hai trứng, 50.000 đúng không, thập cẩm lạp xưởng hai trứng. Rồi ok, vậy được rồi. Tiếp tục gì nữa, ghi chú nếu hạn sử dụng nhỏ hơn ngày theo dõi thì ghi hết hạn sử dụng. Rồi ok, ngày theo dõi chúng ta là ngày 18 tháng 9 2010, thì chúng ta sẽ ghi chú đây bằng if, if cái ngày sản xuất nè, cái ngày sản xuất nè, đúng không, cái ngày sản xuất, rồi mình cộng với cái gì, cộng với 30 ngày đúng không các bạn, mình lấy cái ngày sản xuất mình cộng với 30 ngày đúng không, mình lấy ngày sản xuất mình cộng 30 ngày, mình cộng 30 ngày là cái ngày hết hạn. Nếu mà cái ngày hết hạn này nó bé hơn gì các bạn, nó bé hơn, ủa cái ngày hết hạn này nó lớn hơn chứ, nó lớn hơn ngày 18 tháng 9 thì là nó hết hạn đúng không. Nè tôi lấy cái ngày sản xuất tôi cộng với cái số ngày này nè, tôi cộng với số ngày này nè, là 30 á, lát tôi sẽ trích cái số 30 ra, tôi lấy ngày sản xuất tôi cộng với số 30 này là nó sẽ tăng lên bao nhiêu ngày. Nếu mà cái ngày đó mà nó nhỏ hơn ngày 18 tháng 9 thì chưa hết hạn, nếu mà nó lớn hơn ngày 18 tháng 9 thì đó là hết hạn sử dụng rồi đúng không, đúng không, ngày sản xuất nó hết hạn sử dụng đúng không. 30 ngày sau, 30 ngày sau, nếu mà 30 ngày sau là ngày 17 tháng 9 thì còn hạn sử dụng, tức là bé hơn ngày 18 tháng 9 đó, là còn còn hạn sử dụng. Nếu mà nó lớn hơn 18 tháng 9 tức là ngày 19 tháng 9 thì nó hết hạn, đơn giản. Rồi tôi sẽ ghi là cái này là 30 cộng 30 là tôi sẽ tính lại cho các bạn ha. Cái chỗ này chưa đúng đâu, tại vì tôi chỉ check cái chỗ này cho các bạn coi thôi. Nếu mà lớn hơn ngày 18 tháng 9 2010 thì cái này là mình sử dụng cái hàm date. Hàm date. Hàm date. Và năm year là 2010. Minh á là 9, ở Minh là 9 và ngày á là 18. Các bạn thấy ha, tôi nhìn vô đây nè, đây nè, year nè, Minh D nè, tôi nhập. Nếu mà nó lớn hơn ngày 18 tháng 9 2010, nếu mà nó lớn hơn thiệt á thì mình sẽ ghi là cái gì các bạn, nếu mà nó lớn hơn thì là hết hạn sử dụng.
hết hạn sử dụng. Rồi xong. Còn không á thì không ghi gì hết, không thì không ghi gì hết, không ghi gì thì mình sẽ để hai dấu ngoặc này thôi. Xong nha. Enter. Enter này á mình không đóng ngoặc á cái nó báo lỗi ha, kệ tí nó hết hạn sử dụng. Tôi sẽ kéo xuống đây nha. Đó. À, lỗi gì phải không bạn? Lỗi là tôi cộng cho 30, tôi không cộng thêm mấy ngày này, các bạn hình dung được không? Đó, cho nên là tôi sẽ chỉnh cái 30 này lại. À, đúng không? Đây đây, tôi sẽ cho bạn coi. Tôi có ngày 9 à, ngày 12 tháng 9 nè. Tôi cộng với 30 ngày thì tôi sẽ thành 12 tháng 10. 12 tháng 10 so với 18 tháng 9 là sao bạn? Là còn hạn sử dụng mà. Thôi. Phải không ta, nếu mà cái ngày này mà nó lớn hơn á, nó lớn hơn thì còn hạn sử dụng chứ, nó phải bé hơn chứ. Thằng này phải bé hơn cái ngày này. Thằng này cộng 30 mà bé hơn thằng đó đó. Cái thằng này là ngày sản xuất nè. Tôi cộng thêm 30 ngày. Tôi cộng thêm 30 ngày. À, cộng thêm 30 ngày mà nó không tới ngày 18 tháng 9 thì nó hết hạn sử dụng, đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì cái này đâu có sai gì đâu. À, cái sai cái dấu này thôi, hồi nãy tôi làm cái dấu này. Nó phải còn hạn sử dụng tự nhiên hết hạn. Bây giờ tôi sẽ lấy hai ký tự cuối của này nha. Tôi lấy hai ký tự cuối nhưng mà tôi phải convert nó thành dạng số tôi mới cộng được. Value. VAL tab một cái. Lấy hai cái từ cuối right, ri tab một cái right của thằng này, lấy hai cái từ cuối đóng ngoặc lại, đóng luôn cái value, enter. Rồi mấy này là còn hạn sử dụng, tôi kéo xuống đây hết luôn nha. À, chỉ có thằng này hết hạn sử dụng thôi, đúng không? Đúng rồi, ngày 4, ngày 6 tháng 4 nè, ủa lộn, ngày 4 tháng 6 cộng với 30 ngày là hết hạn sử dụng rồi. 30 tháng 8 là cộng với 25 ngày là còn hạn sử dụng. 1 tháng 9, 1 tháng 9, 10 tháng 9, 22 tháng 8 cộng với 45 ngày còn hạn sử dụng. Ngày 8 tháng 8 cộng với 30 ngày, cộng với 50 ngày đúng không? Cộng với 30 ngày là ngày 8 tháng 8 cộng với... Rồi, chỉ có một thằng hết hạn sử dụng thôi các bạn ơi. Chỉ một thằng duy nhất là hết hạn sử dụng thôi. Là cái thằng mà sản xuất hồi tháng 4 nè các bạn. Thằng này các bạn check lại đi. À, đúng rồi ha. Check lại hết đi nha. Đúng rồi đó. Rồi. Canh giữa. Cái cột này, mấy cột này nó bự quá. Đâu cần thiết phải bự như vậy đâu đúng không? Nạn sử dụng thì nạn sử dụng thôi chứ có gì đâu phải bự như vậy, thành tiền nên bự chút xíu. Rồi ok. Tôi đã làm xong cái ghi chú rồi nha. Biết rằng hạn sử dụng bằng ngày sản xuất cộng thời gian sử dụng, đúng rồi, ngày sản xuất cộng thời gian sử dụng. Số 5, thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá, quá dễ. Nếu mà bánh thập cẩm lạp xưởng 2 trứng hoặc gà quay vi cá 1 trứng và chưa hết hạn sử dụng thì giảm 2% thành tiền. Ơi. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Thành tiền thì khá là dễ, bằng bằng số lượng nhân đơn giá thôi. Bằng số lượng nhân đơn giá. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta có một cái kế tiếp là nếu mà bánh thập cẩm lạp xưởng 2 trứng hoặc gà quay vi cá 1 trứng và chưa hết hạn sử dụng thì giảm 2%. Ủa thằng này nó mua cái này hết hạn sử dụng về nó bán cho ai ăn vậy ta, mà mua 100 cái mua nhiều nhất luôn chứ. Nó có bị khùng không tự? Hết hạn sử dụng mua về làm gì vậy? Thành tiền bằng số lượng nè, nếu mà thập cẩm lạp xưởng hai trứng bây giờ làm sao nè? Để mình nói là if nó là thập cẩm lạp xưởng hai trứng. À, lập thập cẩm lạp xưởng hai trứng, đúng không? Quá dễ, quá dễ. À, còn kia một trứng 85 ngàn. Tôi thấy cái giá của này á là nó unique hết, là nó đơn độc, nó dạng như là nó đặc trưng hết. Ví dụ như này thì 40, 50 ngàn, 70, 85, 60, không có nào chung với nhau hết luôn. Vậy thì lập cẩm thạp xưởng hai trứng sẽ là giá 50 ngàn. Vậy tôi tìm trong đơn giá thằng nào có 50 ngàn, tôi giảm 2%, đúng không bạn? Còn gì? Gà quay vi cá một trứng, gà quay vi cá một trứng thằng nào là 60 ngàn thì tôi giảm 2%, đơn giá nào 60 ngàn tôi giảm 2%. Bạn thấy tôi làm gì đúng không?
Đúng đúng không? Rồi, tao sẽ bằng. Đầu tiên là tao sẽ làm cái hàm if. Nếu á, nếu o liền, nếu mà hoặc là cái đơn giá này nó bằng bằng nhiêu, bằng 50 ngàn, đó là thập khẩm lạp xưởng hai trứng, tôi cố định F4 20 ngàn này luôn. Nếu mà đơn giá này bằng 50 ngàn, hoặc là phải một cái, hoặc là cái đơn giá này nó bằng cái gì, nó bằng gà quay vi cá một trứng là bằng 60 ngàn, tôi cố định nó luôn. Để chi, đây là cái điều kiện cố định của tôi, nếu mà tiền của nó bằng tiền của thập cẩm lạp xưởng hai trứng thì nó chính là thập cẩm lạp xưởng hai trứng, hoặc giả là kia thì ok. Nếu mà thỏa mãn một trong những điều kiện này, hai điều kiện mà một trong những điều kiện này thì gì, thì lấy đơn giá nhân thành tiền và nhân với 98% ship, ship 5%, đúng không? Tại vì á mình giảm 2% thì mình còn 98% thôi. Nếu là dạng thập cẩm lạp xưởng hai trứng hoặc gà quay vi cá thì là giảm 2%, còn không á thì mình chỉ lấy thằng này mình nhân với thằng này mình đóng ngoặc lại, mình enter là xong. Mình kéo xuống hết nguyên đám này thì sẽ có những thằng giảm 2%, thằng nào 50 ngàn sẽ giảm 2% là thằng này. Bạn có thể lấy máy tính, trong máy sale thì bạn bạn khỏi, bạn mà không có cái máy tính giống tôi đâu, trong máy sale bạn có thể nhập nhập ở ngoài đây thôi, tôi chỉnh cho. Nhưng ngồi trong phòng thi với bạn tính sao, bạn bằng bạn lấy 50 nhân cho 40 đúng không, bạn nhân với 98% chia 100, bạn coi coi ra 1 triệu 8 không. Ủa sao hôm nay nó không ra 1 triệu 8 ta, này bằng 50 ngàn đúng rồi mà. Ôi chà, phải không vậy sư phụ, để tôi coi, bằng thằng này để tôi coi cái thằng này có phải là số thiệt không nha. Thằng này chu nó bằng mà, này đúng rồi mà bạn, thập cẩm lạp xưởng hai trứng, thập cẩm lạp xưởng hai trứng gà quay vi cá một trứng, đúng rồi. Cẩm dưỡng hai trứng gà quay cá một trứng, đúng rồi. Nếu mà hoặc là F3 bằng thằng này thì đáp án sẽ trả về là true, đúng không? Hoặc là thằng này đúng, F3 bằng đó, giải về là true, F3 bằng C17, đúng rồi. Thì lấy chiên trăm được không, cũng vậy à, 98% hay chiên trăm gì cũng vậy à, đâu có sai gì đâu ta, hay là dưới này tôi sai, tôi lấy F4 này 40 ngàn, đâu phải F4 đâu, phải F2 chứ, lấy F2 nhân E2 chứ. Thì thằng này mới giảm, thằng này là 98 chứ đâu phải 90%. Cái sầm sàm, thằng này là F2 nhân với E2 nhân với 98 chia 100, value vậy, lỗi gì vậy? Bởi vì the value in the formula is a wrong data type, lỗi dữ liệu hả? Này là cái gì? Này không phải number hả? Này không phải number chứ, lão quần què gì tại. Thôi tôi làm lại nha. Bằng thằng này nhân với này nhân với 98 chia 100, 196 ngàn, đúng rồi nè. Nó giảm 2%. Công thức tôi đâu có sai đâu, mà tại sao mà nó lại làm đối xử với tôi như vậy, tốn thời gian của tôi. Thôi được rồi, tiếp tục nha các bạn. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo số lượng, nếu trùng nhau thì sắp xếp giảm dần theo tên bánh thôi. Này quá dễ, tăng dần theo lượng, trùng nhau giảm dần theo tên bánh. Chúng ta sẽ chọn nguyên cái bảng tính này, chúng ta sẽ vô sort sắp xếp ha, kết tầm sort. Chúng ta sẽ sắp xếp theo hai thứ, thứ nhất tăng dần theo số lượng, số lượng value, value smallest to largest, đúng rồi.
S level, nếu mà nó trùng thì sao? Ok, quên này. Tăng dần theo số lượng nghĩ gì nữa? Tăng dần theo số lượng, nếu trùng thì giảm dần theo tên bánh. Làm lại ha, soạn filter kết tầm soạn. Đây tăng dần theo số lượng, small little lag gate nè. Và giảm dần theo tên bánh nè. Z2A nè ha, Z2A. Rồi nó sắp xếp như vậy. Xong. Các bạn thấy sẽ không có sự thay đổi nào, tại vì cái đề này là bạn ấy đã làm rồi, có một số câu bạn nó chưa làm. Ví dụ như mấy đề sau này các bạn chưa làm, bạn mới làm cái đề số 4 hay là 4A gì hả? Nên là bạn nó đã sắp xếp sẵn rồi. Nên bạn sẽ không thấy nó nhảy. Lập bảng thống kê thành tiền theo mẫu trên, quá dễ. Thống kê thành tiền theo mẫu trên. Ôi cái đề này nó dễ hơn đề trước. Rồi tháng 8 năm 2010, lạp xưởng một bánh, bủ hai bánh là cái gì? Bắp bắp bủ hả? Sao bông bắp bủ hả? Thập cẩm lạp xưởng một trứng hả? À cái thằng này nó để tôi chỉnh này cho bạn coi dễ. Thôi thì mình kéo ô nó dài lên xíu thôi. Giả làm chó cọp này rộng ra xíu nữa vậy thôi, đừng đừng mình thấy trọn bộ công nghệ thông tin rồi. Thôi được rồi, xấu quá bạn thống kê này, xấu quá. Thôi kệ đi, chúng ta thấy là lạp xưởng một trứng nè, lạp xưởng một trứng là tháng 8 2010 là bao nhiêu tiền, tháng 9 2010 bao nhiêu tiền, số lượng tháng 8 2010 nhiêu, số lượng tháng 9 2010 nhiêu. Rồi giam bông bắt bủ hai trứng là này, tháng 8 2010 nhiêu, tháng 9 2010 nhiêu. Rồi khá dễ ha, khá dễ, mình cũng dựa vào cái kiểu mà đi tìm đơn giá thôi. Thành tiền nè bằng sum if, tab một cái ha, sum if. Sum if cái gì? Sum if cái đơn giá này và cố định nó, F4 cố định nó. Critical là nó bằng cái gì? Cái gì? Lạp xưởng một trứng đúng không? Lạp xưởng một trứng đây. Lạp xưởng một trứng. Rồi, phân cái sum rank, rank là mình tính cái cọc thành tiền đúng không? Tính cái cọc thành tiền nè. Cố định luôn, F4 cố định luôn, đóng ngoặc lại. Enter. Thì đây á, là nó tính luôn cả tháng 8 và tháng 9 đúng không các bạn? Ở đây nè, nó sẽ tính luôn cả tháng 8 và tháng 9. Thằng này cái ô này nó sẽ tính cả tháng 8 và tháng 9. Đó. Tính cả tháng 8 và tháng 9. Bây giờ mình muốn chỉ tháng 8 thôi thì mình sẽ if rồi mình làm tiếp ha. Này là sum if là mình tổng mấy đó lại, nếu mà là xưởng một trứng. Bây giờ mình sẽ if nè. Cái cột này thì mình chỉ là if gì? If sum if thằng này nó là đó. Thôi tôi xài hàm sum hay if đi. Hàm sum if nhiều if với bạn. Hàm sum mà nhiều if á. Đây. Add the sales by a given set of condition or critical nè. Tôi hàm nhiều nhiều if. Hàm sum if. Rồi. Tôi coi cái hàm sum hay if này nó làm sao nha. Tôi đọc vô đây tôi không không biết sử dụng như thế nào. Bạn ngồi ở trong phòng thi bạn cũng làm được như vậy ha. Ngồi trong phòng thi bạn bạn hoàn toàn có thể làm được cái điều này. Bây giờ tôi sẽ coi thử. Tôi coi thử. A2 A9 phải cái B2 B9 phải cái, nếu A2 9 bằng thằng này, B2 9 bằng này thì cộng thì nó là tôm. Sum rank critical, rank 1 critical 1. Sum rank là the rank of the cell to sum. Cái sum rank này á, nó khác cái hàm sum một if. Hàm sum nhiều if á là cái sum rank này nó đưa lên đầu. Rồi critical rank 1, critical 1. Rồi ok tôi hiểu rồi. Rồi, cái hàm sum if nè là tôi sẽ cộng gì? Cộng cái cột thành tiền và tôi cố định cột thành tiền trước. Đó, cái hàm sum if á, sum rank á, nha nha các bạn. Là tôi sẽ cộng đưa cái cột thành tiền trước rồi tôi phải cái critical rank. Điều kiện thứ nhất á, là đơn giá này F4 cố định nó bằng gì? Thằng đơn giá này bằng lạp xưởng một trứng phẩy một cái, phải gì nữa? Ngày sản xuất làm sao? Ngày sản xuất cố định cái và nằm ở trong tháng gì? Tháng 8. Ngày sản xuất này sẽ là phẩy một cái nè, phẩy một cái
và tôi sẽ phải ngoặc kép để tôi ghi cái phải ngoặc kép để mình ghi nó. Điều kiện là ngày sản xuất này nó phải sao? Nó phải nằm ở trong tháng 8 thôi đúng không? Nằm trong tháng 8 là lớn hơn gì? Lớn hơn nó phải lớn hơn date, lớn hơn 2010 phải cái tháng 8 phải cái ngày 1, lớn hơn hoặc bằng ngày 1 tháng 8 phải một cái, và điều kiện thứ hai y chang vậy luôn. Điều kiện thứ hai y chang vậy luôn là cái ngày đó nó phải bé hơn hoặc bằng tháng 8 thì có 31 ngày đúng không? Bé hơn hoặc bằng ngày 31 tháng 8 năm 2010. Nó ngoặc lại. Tức là lạp xưởng một bánh bán vào tháng 8 có gì không? Lạp xưởng một bánh bán vào tháng 8. Lạp xưởng một bánh không có thằng nào hết. Đúng không? Thập cẩm lạp xưởng 40 ngàn có nè, nhưng mà bán vào tháng 9. Bán vào tháng 9. Cho nên tháng 8 không có. Bây giờ tôi sẽ copy cái hàm này. Copy cái hàm này y chang luôn. Copy nó. Tôi qua bên này. Tôi dán ra. Nó vẫn là lạp xưởng một bánh. Lạp xưởng một trứng. Là C15 nè. Đó, nhưng mà bán vào tháng 9 thì này tôi sửa vào tháng tháng 9 và thằng này tôi cũng sửa vào tháng 9. Không có tháng nào mà có 32 ngày hết, dù tháng nó có 30 ngày, tháng 9 có 30 ngày đi nữa thì chúng ta để 31 cũng không có sao hết. Nó vẫn hiểu. Enter. Kỳ vậy ta? Không thì tôi phải làm một cái chiêu rồi đó, không là tôi phải làm chiêu đó bạn, chứ không phải giỡn chỗ này đâu. Không lẽ nó không hiểu cái yêu cầu là đây lớn hơn 1 9 hay 10 và bé hơn, nó không ra không luôn. Tại vì á, thập cẩm lạp xưởng một trứng á, là 40.000 là có nè, mà nó bán vào tháng 9 nè, là thành tiền tới 240.000 lận. Mà tôi viết cái điều kiện này á, nó không không chịu hiểu, nó không chịu hiểu, tôi phải đổi lại rồi các bạn ơi. Tôi phải đổi lại rồi, tôi phải đổi lại cái chỗ này. Điều kiện của nó thì phải đặt ở trong cái dấu ngoặc kép bằng a sao khác banana. Nhưng mà cái điều kiện của nó lại 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 không có không cho mình sử dụng hàm date hả? Ôi nó không cho mình sử dụng hàm date. Ôi tôi bao video lại để tôi suy nghĩ chỗ này. Giờ tôi sẽ tìm cách giải quyết khác, tại vì nó không có cho mình sử dụng cái hàm ở trong này. Ở đây tôi có thể làm cái điều này được không ta? Tôi sẽ khối cái thằng này lại và tôi end cái thằng này, tức là mình sẽ join, mình sẽ kết hợp giữa một cái test và một cái hàm ở ngoài thì nó sẽ hiểu, chắc nó sẽ hiểu. Ở đây á, mình sẽ khối cái thằng này lại. Đó, rồi hợp lý hợp lý. Tôi nghĩ là nó sẽ hiểu á. Ồ, cái chỗ này nó lỗi hay sao đó ta? Thì sao có dấu phẩy ở đây? Nó có thể nó bị lỗi ở đây rồi đó. Ồ, không lẽ cái hàm của tôi bị lỗi ta? Có gì không? Không có luôn. Không có là chắc chắn là mình phải đổi thằng này lại. Mình sẽ chuyển nó qua anh này. Tức là tôi muốn sử dụng cái phép so sánh, tôi sử dụng cái phép so sánh và tôi sẽ so sánh với cái ngày. Ra yes. Như vậy á, rõ ràng á, ở đây á, cái phép so sánh thì mình sẽ để ở ở ở ở ngoài đây, rồi sau đó mình sẽ kết hợp với cái ngày, kết hợp với cái hàm ở ngoài,
Nếu mình để vô trong cái dấu ngoặc luôn á thì nó sẽ không hiểu cái hàm ở cái date là cái gì. Rồi ok. Giờ tôi hiểu 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 nó rồi. Thì tôi sẽ copy cái này. Tôi sẽ copy cái thằng này nha. Copy cái này và tôi dục qua tháng 8. Ở đây tôi chỉnh về tháng 8. Tháng 8 và tháng 8. Ok. Và tương tự bổ hai trứng thì tôi cũng sẽ copy xuống dưới này. Copy xuống này. Nhưng mà tôi phải đổi lại nha. Đổi lại. Nó vẫn là từ H3 từ ngày sản xuất thôi. Nó cũng cộng cái thành tiền. Cái cột mà nó so sánh vẫn là cột F3 đến F3 nè, cái đơn giá nè, nhưng mà nó so sánh với cái thằng C16 này cũng đúng ha. Nó phải so sánh với gì? Bủ hai trứng, bác bủ hai trứng là D16 mới đúng. Đây, bác bủ mà hai trứng. Rồi mấy kia thì y chang các bạn, tháng 8 cũng y chang. Tháng 8 cũng y chang, nó cũng lấy cái cột ngày sản xuất và nó so sánh thôi. Này nó lấy cột ngày sản xuất nó so sánh thôi. Ok ha. Thì đâu bác bủ hai trứng 85.000 đâu, 85.000 nó cũng bán vô tháng 9 đâu bạn ơi. Thì tiền ở đây nó sẽ có đây. Tôi sẽ kéo này xuống, kéo này xuống này ha, tôi kéo xuống một cái rồi thằng này á tôi chỉnh lại thành C16 thành thằng này là tôi chỉnh C16 thành thằng bác bủ hai trứng enter thì sẽ ra 5,1 triệu đúng luôn, bán vào tháng 9 85.000, 5,1 triệu. Rồi tương tự số lượng bán tháng 8 tháng 9 như thế nào thì tôi cũng làm tương tự như vậy. Tôi copy cái hàm này nha, tôi còn trên C tôi qua bên này, tôi còn trên V ra, nhưng mà tôi sẽ cộng cộng cái cột gì các bạn, cái sum nè, sum này là sum rank nè, là tôi sẽ cộng cái cột số lượng, cột số lượng rồi ok, và cố định F4 luôn, cố định nó. Tôi cộng cột số lượng chứ tôi không cộng cột thành tiền, còn mấy kia là y chang nó tương tự dưới này luôn là mình sẽ copy thằng này. Này mình phải làm tay thôi. Mình dán vô trong này, dán vô trong này, và cái cột này mình sẽ chọn thành cột số lượng và mình F4 mình cố định nó. Rồi xong, tương tự tháng 9 mình cũng copy cái thằng này y chang ha. Rồi thằng này mình còn trên V ra, mình khói này lại, mình chọn là cái cột số lượng, mình cố định nó, mình enter 60 cái. Tương tự thằng dưới này mình sẽ copy thằng này. Copy thằng này á, tức là nó sẽ giống với ngày 9 tháng 9 gì đó. D16 giống hết luôn. Mà chỉ khác cái cột cộng thôi. Cột cộng này bình thường nó cộng thành tiền, giờ mình chỉnh thành số lượng, mình F4 mình cố định, mình enter luôn. Là 60 60 đúng không? Đúng rồi. Một thằng 40 với thằng 60. Đúng rồi, 40. Xong. Hơi mệt quá. Rồi lập bảng thống kê theo mẫu trên là ok. Rút trích các bánh hết hạn sử dụng có số lượng nhiều nhất. Thông tin gồm tên hàng, số lượng và thành tiền. Rồi ok. Các bánh hết hạn sử dụng. Rút trích các bánh hết hạn sử dụng có số lượng nhiều nhất. À, hết hạn sử dụng mà có số lượng nhiều nhất. Thì chỉ có một thằng hết hạn sử dụng thôi, không biết cái hàm này tôi có bị sai không á. Hàm này chắc tôi không sai, tôi đúng rồi. Nãy tôi kiểm tra hết rồi thì chỉ có một thằng này hết hạn sử dụng thôi, tôi rút chích thôi. Rút chích thì tôi sẽ copy cái hà cái cột ghi chú ra. Copy cái cột ghi chú và copy ô hết hạn sử dụng ra. Hết hạn sử dụng. Copy này thôi ha. Tức là tôi sẽ rút chích mà. Rút chích thì tôi sẽ lấy cái hết hạn sử dụng thôi. Rồi xong. Rồi, tôi sẽ vô data, tôi chọn cái bảng này. Tôi vô data, tôi advance và tôi sẽ copy to another location. Critical range của tôi là cái khung này và copy to cái ô này. Tôi ok. Ủa, copy to cái ô này cũng được hả? Được. Rồi xong. Bây giờ lưu lại cái gì? Tên hàng, số lượng và thành tiền thôi. Thì những cái cột này nè tôi khói lại, tôi đè Ctrl ha, tên bánh nè khói này lại để tôi xóa nó. Khói hai này lại luôn và tôi nhấp chuột phải, tôi delete, tôi ok. Thì tôi sẽ xóa hết và tôi sẽ được là tên hàng, số lượng và thành tiền. Ủa tại sao vậy? Ủa
tôi làm cái ghi chú hết hạn sử dụng mà tại sao nó không có rút trích ra ta? Ui, bậy quá. Delete đi. Làm lại ha. Làm lại. Bị gì ta? Sao giờ làm bị gì ta? Advanced filter nè. Copy to null location nè, từ A2 đến H10 nè. Chính xác nè. Critical range là cái khung này. Đúng rồi, copy to cái ô này. Ok. Đó, đúng rồi, chắc nãy tôi chọn sai con chuột của tôi, nó bị hư các bạn ơi. Các bạn cũng làm tương tự vậy ha. Bạn chọn hai này lại. À, chọn hai này, đè control chọn này. Chọn đơn giá hàng sử dụng rồi, nhấc chuột phải bấm nút delete. Rồi ok. À, thì nó sẽ giữ lại tên bánh, số lượng và thành tiền. Có format thành tiền gì không ta? Rồi xong. Đó là mình rút trích xong rồi nha. Định dạng ô màu đỏ. Cột số lượng bén bằng 50. À, format đúng không? Rồi số lượng bén bằng 50 mình sẽ format nó. Mình khói hết nguyên đám số lượng này. À, mình sẽ filter, ổ lộn, mình sẽ format. Bạn vô phím home nè. Bạn conditional formatting nè. Và bạn sẽ format theo kiểu là highlight cell. Highlight cell với cái quy luật. À, mình sẽ highlight cell với quy luật là lớn bé hơn bằng 50. Bé hơn hoặc bằng 50. À, bé hơn bằng 50. 50 format cell less than 50. Width màu đỏ ha, red text. Ủa là không phải. Red border custom format đi. Fill. Fill màu đỏ. Ok. Ok. Thì nào bé bằng 50 sẽ tô màu đỏ bạn. Tại sao không có bằng, mắc dạy vậy? Nó phải có luôn cái thằng 50 nữa. Conditional format. Clear rule đi. Clear rule đi ha, xóa luật đi. Mình sẽ làm custom rule. New rule, mình làm rule của mình. Làm rule của mình chứ mình không có làm cái rule sẵn của nó. Rule sẵn của nó không có bé hơn bằng. Cái rule của mình là new rule. New rule. Cái rule của mình là sao? Cái rule của mình á là format only cell that content. Format on cell based on their value. Đúng rồi. Format dựa trên cái giá trị của nó. Dựa trên cái chứa đựng của nó, cái nó có chứa đựng cái gì. Format title number. Format kiểu là kiểu data bar. Mình format theo kiểu data bar. To color scale là nó sẽ tô màu á, tô màu theo kiểu radian á, ba màu nè. Tôi sẽ làm theo data bar. Data bar là kiểu loại của tôi là loại number. Number thấp nhất á là 0, maximum là 50. Đó. Fill là mình sẽ fill màu đỏ. Nó ba direction là ok. Ồ. Này nó fill theo kiểu à không phải rồi. Mana rule đi. Mình thêm cái rule mới. Format theo kiểu icon set là mình sẽ set màu của set ấy thôi. Bé hơn bằng là less than nó equal to 50 nè, đúng rồi nè. To 50 nè. Vậy là mình sẽ là format only cell that contains. Chỉ có những cái ô nào mà chứa cái điều kiện này thôi. Còn kia là format tất cả các cell. À hiểu rồi. Giờ mình chọn kiểu format là mình fill, fill màu đỏ, ok, chắc chắn đúng rồi đó. Chắc chắn đúng rồi đó. Ok. À nó sẽ format ba cái ô mà đầu tiên. À, xong.
Ở đây á, cái conditional formatting á, tôi cũng chưa có nghiên cứu nhiều ha. Ở đây thì bạn có thể là nghiên cứu new rule, bạn có thể chọn theo format only cell, là chỉ format những cái ô nào mà chứa cái điều kiện này thôi. Thì trong cái điều kiện này á, thì bạn sẽ chọn cái kiểu greater than or equal, bé hơn một bằng hay là lớn hơn bằng nè, bé hơn bằng nè, rồi bạn chọn điều kiện rồi bạn nhấp vô đây bạn format. Ở đây á, tôi đã có cái luật sẵn rồi. Luật của tôi là trong mấy ô này tôi đã có luật sẵn rồi đúng không? Có luật sẵn rồi cho nên tôi main rule thì tôi sẽ có một cái luật sẵn. Thì cell nào mà có giá trị bé bằng 50 thì sẽ format theo kiểu màu đỏ. À, còn này là stop if true nè. À, là dừng lại nếu đúng á. Xong nha các bạn. Rồi. Rút trích định dạng thì mình ok rồi nha, mình xong hết rồi nha. Thì mỗi mỗi lần học thì mình học thêm một cái mới thôi. Cái mới nhiều cái vấn đề tôi phải giải quyết, tôi ngồi trong phòng thi thì tôi vẫn làm được. Tại vì tôi có cái suy luận á. Ở đây tôi cũng dạng như ngồi phòng thi, mấy bài này tôi chưa gặp cho nên tôi hơi lúng túng thôi, không có gì hết nha. Rồi chào các bạn.